ra cho nhà máy. Cái beginning này nó được thu hoạch bởi những cái người nông dân. Farmer này mình nói chung là mình phải có F vào đây và bỏ vào trong giỏ, và được bỏ vào trong giỏ. Sau đó farmer đây, ở đây mình đây đi, mình ghi farmer đây, mình bị lập từ hiểu không. Sau đó là gì, để divide, chia chúng thành divide. Sau đó họ sẽ gì, họ sẽ giữ lại những cái quả cà chua có chất lượng, nó sẽ chuẩn hơn. Đằng sau em dùng ở lý VA đúng không, giữ lại tôi dùng cái từ gì, retain có chất lượng. High quality này phải có cái dấu gạch nối đây. Hoặc là dùng cái từ gì có chất lượng cao, em có thể dùng cái từ này là hay nè. Chất lượng nguyên vẹn đúng không? Chất lượng tốt đúng không? Premium. Và Olivier này cũng ghi sai chính tả rồi. Olivier đúng chưa? Sai được rồi. Olivier. Bad. Olivier này, Olivier. Từ này nằm trong cái keyword file đó, nhớ ghi lại. Như quả này, như quả cà chua gì thối, sẽ là rotten nó mới đúng. Hư đúng không? Rotten nó mới đúng được. Bước tiếp theo là này nó sẽ được chuyển đến nhà máy, cũng ghi sai chính tả, này nó trừ điểm nặng lắm. Trời ơi, cái lỗi gì lỗi chứ, lỗi chính tả là factory hoặc là plant. Plant sau đó là gì? Sau đó gì đây? Phần Cà chua gì? Một số thành phần trong quả cà chua được loại bỏ. Xong gì, một số thành phần thừa nó không cần thiết. Xong gì, unnecessary part of the tomato được gì, được loại bỏ, remove. Như là bỏ cái từ này đi, như là trời ơi sao lại dùng béo ba chấm đây làm chi, không nhìn được rõ cái từ kia thầy, thế nên phải để dấu chấm, thế nên có một cái từ này từ đâu đấy, cái từ cuối cùng của một này hả, đây phải không, bằng cái bên skin skin, cái da cà chua. Rồi sau đó, after that chúng được cho vào, được đặt vào một cái này, place, được đặt vào một cái để gì, được đặt vào đó, đặt vào cái này để nghe, để được nghiền, crossing to be rust by, như một cái nắp, bằng cái nắp với ta, cái nắp tiếng Anh là gì, nắp hả, không biết cái nắp này bị như là thầy nhớ là nắp phải không, nắp là cái nắp phải không nào? Bỏ Này luôn. nắp này quá hạch, Có hai. cái gì đây, cái nắp phải không, Rớt luôn. thằng này bó tay Google dịch thế. Nắp tiếng Anh là gọi là cái gì đây, nắp chai hả, nắp được rồi. Ở bằng một cái thiết bị nghiền đi, sao lại là được cho vào đây, biết theo này được một vào đây bởi một cái gì đây, by a device, thiết bị thì không được, cho vào một cái được nghiền bởi một cái thiết bị. Sau đó cái gì đó, tomato được chuyển sang từ dạng đặt sang dạng chất lỏng. Cái từ loãng loãng như là em quên mất từ loãng rồi, cái từ của C2. Sao tới đây em lại không có làm là đây, em có thể nó ghi là gì, with gì, facilitate, with facilitate gì, sẽ thuận tiện cho việc tạo thành cái chất lỏng đúng không,
đời 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 rồi hình thành cái gì đây, hình thành gì đây, the transformation. Đó, thì nó thành câu phức hơn, hiểu không? Cái này, cái câu này, cái chỗ này là rồi đó, sau nữa rồi, sau lại following that nữa ta. Có thói quen following that. Sau đó à, nó sẽ được thêm gia vị vô đúng không? Những cái này nó sẽ được bị động đâu, được thêm với gì? Với một số cái nguyên liệu tự nhiên, materials như là đường, such as đường ở trên em có dùng such as chứ? Ờ à, là không có dùng đúng không? Đường, muối và ba thứ cái này em chứ sao lại anh? Đường, muối, gia vị và mà màu cà chua, hình như là nó có bỏ màu nữa nó mới ra được cái tương cà đúng không? Không, nó là tương tự nhiên luôn hả? Sau đó cái chất lỏng mà nó được hòa trộn này sao? Đúng nóng, nóng. Đường phải là mix ở đây à, y chứ, này chia y chứ. Đường đúng nóng ở 100 độ C. Em đoán thì nhưng mà chắc chắn 100 độ thì nó mới nóng rồi chứ. Cell degree. And then leave outside around 2 hours. Và được để bên ngoài. And then left outside phải để từ gì? V3 ID bị động mà. F left outside for 2 hours. Ở đây nó nói là trong đúng 2 giờ mà dây chế này là khoảng 2 tiếng này là ước chừng rồi. For for. Ở cái bước thứ 10, cái này là số nha. Cái 10 này là con số, còn cái thứ tự là gì? 10 ở cái bước thứ 10 thì nó lại không có S ở đây. Rồi cái gì? Cool rồi. Cái chất là cái mà làm lạnh như thế, tức là cái khô khô đặc ấy, tức là nó để lâu rồi. Ui, này nó làm nó cho vào nó bước thứ 10. Bước thứ 9 là nó để ngày 2 tiếng. Bước thứ 10 là nó cho vào cái chai chứ. Thì cái ý của em ở câu đấy là cái chất lỏng à, cái là... cái chất lạnh rồi thì nó sẽ được đưa vào trong cái bottom. À nó nguội rồi đúng không? Cái loại nguội phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Nguội nó lại được đưa vào, bỏ vào cái chua. Bỏ lại gì? Chai, bỏ chai, chai này là bottom này là cái đít mà, này là cái chai đâu, chai là cái portal. Rồi và được đóng dạng, dán nhãn là gì đây? Label, BVBID. Và được dán nhãn ở phía trước cái chai đúng không? Vâng. Ở phía trước cái chai nói sao? Dán at the front of the bottom. Front of. In the front. Ờ dán ở phía trước thôi là được rồi, cái này người ta đã hiểu rồi. Đây là dán chai. Em mấy cái từ này em không cần đâu. Em nhiều cái này em lạm dụng cái này nhiều quá, mấy cái từ này không có ý nghĩa gì ở đây hết á, hiểu không? Rồi cái gì đây à, trước khi được đóng gói em phải kết hợp hai bước luôn, để em có dùng kết hợp hai bước không? Trước khi được cho vào trong cái thùng, cái bước thùng đâu? Đây, the cooker will check the quality of the ketchup before delivery to the market. Cái ba kit này là nó 14 rồi, còn cái bước 13 đâu? 13 đấy là check đây này. Bước 12 là check sản phẩm, 13 là cho vào thùng, 12 là kiểm tra chất lượng hàng hóa, các chất lượng sản phẩm. Cái quy trình của người ta, cái này không cho vào thùng thì sao mà chở đi? Cho vào thùng để thuận tiện cho cái việc vận chuyển, thiếu cái bước đó rồi. Làm gợp kiểu này nó trừ điểm chứ, gợp này có hai bước này, gợp ba bước nè. The worker. Ở đây em dùng cái từ check the quality, nghe nó bị phần nói quá. Đánh giá, em phải nói là đánh giá chất lượng.
đánh giá. Kiểm soát cũng... Assess là một nè, hai là kiểm tra. Check mình nói là kiểm tra là phải đánh giá. Hoặc là control. Hoặc là rồi, chất lượng của catch up trước khi gì? Trước khi sao? Trước khi sao ở đây là gì? Trước khi đóng gói đúng không? Để cho gì? Để thuận tiện cho việc gì? Vận chuyển, to facilitate transportation by truck, thấy chưa, nó sẽ mướt không không? Rồi sau đó là đưa đến siêu thị đúng chưa? Trước khi gì, by truck gì, đến siêu thị, bỏ chỗ này luôn đó, thấy không? Đến siêu thị và đến người đến siêu thị và đến tay người tiêu dùng, đến đâu? Đến siêu thị và đến consumer, em cũng ghi sai nữa. Consumer. Rồi, in the last step, tại em có thói quen em lạm dụng mấy cái này quá vậy. Em dùng finally mấy cái gì đây, đây gì đây, people finally. Mọi người có thể gì? Mua tại siêu thị và enjoy với gì đó, people finally can sử dụng. Ketchup có thể sử dụng ketchup cho gì? Cho các for meal. Có thể sử dụng ketchup cùng với gì đây, ketchup có thể sử dụng ketchup để ăn đúng không, nên chính xác không? To enjoy with, để thưởng thức với hamburger, cũng ghi sai chính tả nữa. Spaghetti, cái gì đây, cái này là khoai tây chiên mà. Hamburger and fried. Fried gì đây, khoai tây chiên là gì, khoai chip đúng không? Bài này bị lỗi chính tả nhiều quá, không trừ điểm nặng lắm. Enjoy fried chip and hamburger. Ok, đây là bài đề xử này, có thể gửi cho examiner chấm nè. Ok, thấy dễ không? Đơn giản đúng không?